ba con giáp đào hoa nhất năm giáp thìn gặp đúng người thương hôn nhân đời thường viên mãn đầu tiên chính là tuổi mão theo tử vi những cô gái tuổi mão sẽ đón nhận năm 2024 với vận trình tình duyên nở rộ người tuổi mão vốn có tính cách tự tin độc lập và đặc biệt rất thu hút người khác giới về ngoài cứng rắn là thế nhưng bên trong họ lại là một trái tim mong manh cần được sự che chở bảo vệ người tuổi tý người tuổi tý được xem là một trong những con giáp may mắn nhất đặc biệt là trong tình yêu và hôn nhân bản mệnh sở hữu trực giác mạnh mẽ được tăng cường bởi sao Long Đức nên nhận diện tình yêu thực sự và trân trọng từ đối tác. Năm Giáp Thìn 2024 sẽ mang lại may mắn cho người tuổi Tý, nhất là trong việc tìm kiếm bạn đời và sự chuyển biến trong mối quan hệ ổn định. Tiếp theo là tuổi Hợi, người tuổi Hợi sở hữu sức hút tự nhiên, may mắn trong tình yêu, khơi gợi mối quan hệ lãng mạn và bền vững. Ở bản mệnh toát lên sự tự tin mạnh mẽ, ổn định và đáng tin cậy. Còn giáp này cũng là đối tác trung thành, luôn sát cánh cùng người thân. Sang năm Giáp Thìn 2024, hứa hẹn người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn và có thể tiến tới hôn nhân.